làm cho họ hiểu biết dùng phương tiện chấm dứt để việc tu học mau được thành tựu. Đó gọi là bạn lành của Bồ Tát hướng dẫn đến Đại Thừa Trang Nghiêm bằng Đại Thệ Nguyện. Cụ thọ thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn gọi là Đại Bồ Tát. Như vậy, nghĩa của Bồ Tát là như thế nào? Phật dạy, này thiện hiện học tất cả pháp không bị dính mắc, không bị chướng ngại. Hiểu biết tất cả pháp không bị dính mắc, không bị chướng ngại, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích cho hữu tình là nghĩa của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn Bồ Tát do duyên nào gọi là Ma Ha Tát? Phật dạy, này thiện hiện vì các đại Bồ Tát ở trong chúng đại hữu tình là bậc thượng thủ nên gọi là Ma Ha Tát. Khi ấy Xá Lợi Tử Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, con muốn đem biện tài nói với Bồ Tát do nghĩa này nên gọi là Ma Ha Tát, cúi xin Thế Tôn hứa cho. Phật dạy, này Xá Lợi Tử, nay thật đúng lúc tùy ý ông nói. Xá Lợi Tử Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, do các đại Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo vì các hữu tình mà giảng thuyết pháp yếu, làm cho đoạn trừ ngã kiến, hữu tình kiến, mạng giả kiến, bổ đặc giá la kiến, hữu kiến, vô hữu kiến, đoạn kiến, thường kiến, thân kiến và tất cả các loại kiến chấp khác, nương nghĩa này nên gọi là Ma Ha Tát. Bấy giờ thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, con muốn đem biện tài nói với Bồ Tát do nghĩa này nên gọi là Ma Ha Tát, cúi xin Thế Tôn hứa cho. Phật dạy, này thiện hiện, nay thật đúng lúc tùy ý ông nói. Thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, do các đại Bồ Tát vì muốn chứng được trí nhất thiết trí nên phát tâm Bồ Đề và tâm vô lậu, tâm vô đẳng đẳng, tâm không cùng với thanh văn độc giác, vân vân, đối với tâm như thế đều không chấp trước, do nghĩa đó gọi là Ma Ha Tát. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí là chân vô lậu, không đọa vào ba cõi. Tâm cầu trí nhất thiết trí là chân vô lậu, không đọa vào ba cõi. Đối với tâm như thế không nên chấp trước. Vì vậy nên gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, do nhân duyên nào đối với tâm như thế không chấp trước? Thiện hiện đáp, các tâm như vậy không tâm tánh nên không chấp trước. Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, tâm ấy có phải là có phi tâm tánh phải không? Thiện hiện hỏi lại Xá Lợi Tử, phi tâm tánh này hoặc có hoặc không, có thể đắc không? Xá Lợi Tử đáp, này thiện hiện, không. Thiện hiện trả lời, phi tâm tánh này hoặc có hoặc không cũng bất khả đắc. Vậy tại sao ông lại hỏi tâm ấy có phi tâm tánh không? Khi đó Xá Lợi Tử khen thiện hiện, hay thay, hay thay, đúng vậy, Phật nói nhân giả trụ định vô chánh là bậc nhất, thật đúng như lời bậc thánh nói. Khi ấy Mãn Tử Tử Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, con muốn đem biện tài nói với Bồ Tát do nghĩa này nên gọi là Ma Ha Tát, cúi xin Thế Tôn cho phép. Phật dạy, này Mãn Tử Tử, nay thật đúng lúc, tùy ý ông nói. Mãn Tử Tử Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, do các đại Bồ Tát vì sự lợi ích cho tất cả hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức, phát tâm đại thừa, nương nơi đại thừa nên gọi là Ma Ha Tát. Bấy giờ thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, theo lời ngài dạy, các đại Bồ Tát mặc áo giáp đại công đức, vậy đến mức độ nào nói là các đại Bồ Tát mặc áo giáp đại công đức? Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát suy nghĩ, ta nên độ thoát vô lượng vô biên hữu tình, làm cho thể nhập vô dư y bát niết bàn. Mặc dù độ vô lượng vô số vô biên hữu tình như thế đều thể nhập cõi vô dư y bát niết bàn, nhưng không thấy pháp và các hữu tình được niết bàn. Vì sao? Vì pháp tánh của các pháp là như vậy. Vì như nhà ảo thuật hay học trò của ông ta ở ngã tư đường hóa ra vô số người tàn hại lẫn nhau. Ý ông thế nào, trong đó có thật sự tàn hại lẫn nhau đến nỗi làm chết bị thương không? Thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, dù độ vô lượng vô số vô biên hữu tình như vậy, thể nhập vào vô dư y bát niết bàn, nhưng không có pháp và các hữu tình được niết bàn. Các đại Bồ Tát nào nghe việc như vậy mà không kinh sợ, cũng không thối lui, thì nên biết đại Bồ Tát này mặc áo giáp đại công đức. Bấy giờ thiện hiện Bạch Phật,
Bạch Thế Tôn, như theo con hiểu nghĩa Phật dạy, các Đại Bồ Tát không mặc áo giáp Đại Công Đức, nên biết đó là mặc áo giáp Đại Công Đức. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, các Đại Bồ Tát không mặc áo giáp Đại Công Đức, nên biết đó là mặc áo giáp Đại Công Đức. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí không tạo tác, tất cả hữu tình cũng không tạo tác. Các Đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho hữu tình ấy nên mặc áo giáp Đại Công Đức. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên nào mà trí nhất thiết trí không tạo tác, tất cả hữu tình cũng không tạo tác. Các Đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho hữu tình ấy nên mặc áo giáp Đại Công Đức. Phật dạy, này thiện hiện, vì các tác giả đều bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc chẳng phải tạo, chẳng phải không tạo, chẳng phải tác, chẳng phải không tác. Thọ tưởng hành thức chẳng phải tạo, chẳng phải không tạo, chẳng phải tác, chẳng phải không tác. Vì sao? Vì sắc cho đến thức đều bất khả đắc. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, theo con hiểu nghĩa Phật dạy, sắc cho đến thức không nhiễm không tịnh. Vì sao? Vì sắc không trói không mở, thọ tưởng hành thức cũng không trói không mở, chân như của sắc không trói không mở, chân như của thọ tưởng hành thức cũng không trói không mở. Khi ấy mãn từ từ hỏi thiện hiện, tôn giả nói sắc không trói không mở, nói thọ tưởng hành thức cũng không trói không mở, nói chân như của sắc không trói không mở, nói chân như của thọ tưởng hành thức cũng không trói không mở. Thiện hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy. Mãn từ từ hỏi, vậy các sắc nào là không trói không mở, các thọ tưởng hành thức nào là không trói không mở, các chân như nào của sắc không trói không mở, các chân như nào của thọ tưởng hành thức không trói không mở. Thiện hiện đáp, tôi nói sắc như huyễn sĩ không trói không mở, nói thọ tưởng hành thức như huyễn sĩ cũng không trói không mở, nói chân như của sắc như huyễn sĩ không trói không mở, nói chân như của thọ tưởng hành thức như huyễn sĩ cũng không trói không mở. Vì sao? Vì sắc cho đến thức và chân như kia đều vô sở hữu nên không trói không mở, xa lìa nên không trói không mở, vắng lặng nên không trói không mở, vô tướng nên không trói không mở, vô tác nên không trói không mở, vô sanh diệt nên không trói không mở, vô nhiễm tịnh nên không trói không mở. Đây gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hướng đến Đại Thừa mặc áo giáp công đức. Khi đó mãn từ từ nghe nói như vậy im lặng vui mừng tin thọ. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát mặc áo giáp công đức hướng đến Đại Thừa, nương vào Đại Thừa. Vậy thế nào gọi là Đại Thừa? Đến đâu mới nói hướng đến Đại Thừa? Đại Thừa từ đâu ra và trụ vào chỗ nào? Đại Thừa do trụ vào đâu? Ai nương nơi Đại Thừa này mà có đi ra? Phật dạy, này thiện hiện, Đại Thừa nghĩa là khái niệm vô lượng vô số vô biên công đức hợp thành, như lời ông hỏi, đến đâu mới nói hướng đến Đại Thừa? Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát nào siêng năng tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ địa vị Bồ Tát này đến địa vị Bồ Tát khác, đến đây mới gọi là hướng đến Đại Thừa. Kế đến ông hỏi, Đại Thừa từ chỗ nào ra và trụ vào chỗ nào? Thiện hiện nên biết Đại Thừa như thế, từ trong ba cõi mà ra và trụ vào trí nhất thiết trí, nếu dùng không hai làm phương tiện thì không ra không trụ. Câu hỏi kế tiếp, Đại Thừa như thế là trụ vào đâu? Thiện hiện nên biết Đại Thừa như thế hoàn toàn không chỗ trụ, vì tất cả pháp đều không chỗ trụ nên Đại Thừa này trụ nơi không chỗ trụ. Câu hỏi cuối cùng của ông, ai nương vào Đại Thừa này mà đi ra? Thiện hiện nên biết không có ai nương vào Đại Thừa này mà đi ra cả. Vì sao? Vì thừa được nương hoặc người nương nơi thừa do đây, vì đây, hoặc nơi hoặc lúc đều vô sở hữu, đều bất khả đắc. Do tất cả pháp đều vô sở hữu bất khả đắc, nên trong đó pháp nào nương vào pháp nào mà ra, trụ vào chỗ nào mà nói có người nương. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Thừa có nghĩa là người nào nương vào ấy sẽ vượt tất cả thế gian trời người A Tố Lạ vân vân rất tôn quý thủ thắng. Đại Thừa như thế sánh bằng hư không, ví như hư không có thể dung nạp vô lượng vô số vô biên hữu tình, Đại Thừa cũng vậy, cũng có thể dung nạp vô lượng vô số vô biên hữu tình.
lại như hư không, không đến, không đi, không trụ, không thấy. Đại thừa cũng vậy, không đến, không đi, không trụ, không thấy, lại như hư không, phía trước, sau, giữa đều không có. Đại thừa cũng vậy, phía trước, sau, giữa cũng không có. Đại thừa như thế rất tôn quý, thủ thắng, sánh bằng hư không, dung nạp được tất cả, không động, không trụ, trong ba đời bình đẳng, vượt khỏi ba đời, nên gọi là đại thừa. Phật dạy, này thiện hiện, hay thay, hay thay, đúng như lời ông nói, đại thừa của Bồ Tát đầy đủ vô biên công đức như thế. Khi ấy Mãn Tử Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trước kia Ngài đã dạy đại đức thiện hiện giảng thuyết chỉ bày Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho chúng đại Bồ Tát, nhưng nay vì sao Ngài lại nói đại thừa? Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, từ trước đến nay con đã nói các nghĩa của đại thừa đều thuận với Bát Nhã Ba La Mật Đa, không trái nghịch. Phật dạy: Này thiện hiện, từ trước đến nay ông đã nói các nghĩa của đại thừa đều thuận với Bát Nhã Ba La Mật Đa, không trái nghịch. Vì sao? Vì tất cả thiện pháp đều tóm thâu vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đoạn trước, đoạn sau, đoạn giữa của các đại Bồ Tát không thể có được. Vì sao? Vì sắc vô biên nên đại Bồ Tát cũng vô biên, thọ tưởng hành thức vô biên nên đại Bồ Tát cũng vô biên. Lại nữa, bạch Thế Tôn, sắc tức là đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, thọ tưởng hành thức tức là đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, sắc lìa đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, thọ tưởng hành thức lìa đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Như vậy, bạch Thế Tôn, con đối với tất cả pháp, đem tất cả loại, tất cả nơi, tất cả thời, tìm đại Bồ Tát, đều không thể thấy, không thể có được. Tìm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cũng không thể thấy, không thể có được. Tìm trí nhất thiết trí, cũng không thể thấy, không thể có được. Vậy thì làm sao con có thể dạy bảo giáo giới các đại Bồ Tát, làm cho họ đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được rốt ráo, nghĩa là chứng được trí nhất thiết trí? Lại nữa, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, đều không có tự tánh, như nói ngã vân vân, hoàn toàn không sanh, chỉ có giả danh, đều không có tự tánh. Các pháp cũng vậy, hoàn toàn không sanh, chỉ có giả danh, đều không có tự tánh. Trong đây hoàn toàn không sanh là thế nào? Nếu hoàn toàn không sanh thì chẳng gọi là sắc. Thọ tưởng hành thức hoàn toàn không sanh là thế nào? Nếu hoàn toàn không sanh thì chẳng gọi là thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, sắc là đại Bồ Tát bất khả đắc, thọ tưởng hành thức là đại Bồ Tát bất khả đắc, gọi bất khả đắc này cũng bất khả đắc. Con đối với tất cả pháp như thế, đem tất cả loại, tất cả nơi, tất cả thời, tìm đại Bồ Tát đều không thể thấy thì sẽ dùng những pháp nào để dạy, dùng những pháp nào để tu, ở những chỗ nào, lúc nào và sẽ chứng những pháp nào? Lại nữa, bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn chỉ có giả danh, tất cả Bồ Tát chỉ có giả danh, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chỉ có giả danh, như nói ngã vân vân, hoàn toàn chẳng sanh, chỉ có giả danh, đều không tự tánh. Các pháp cũng vậy, chỉ có giả danh, đều không tự tánh. Sắc không thể chấp nhận, cũng không thể sanh là thế nào? Thọ tưởng hành thức không thể chấp nhận, cũng không thể sanh là thế nào? Tự tánh các pháp không thể chấp nhận, cũng không thể sanh. Nếu pháp không tự tánh cũng không thể sanh, pháp không sanh đây cũng không thể sanh, thì làm sao con có thể đem Bát Nhã Ba La Mật Đa hoàn toàn chẳng sanh này mà dạy bảo, giáo giới cho các đại Bồ Tát hoàn toàn chẳng sanh, làm cho họ được cứu cánh? Bạch Thế Tôn, lìa pháp chẳng sanh sẽ không có pháp nào khác, cũng không có đại Bồ Tát có thể hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào nghe nói như thế, tâm không đắm trước, cũng không thối lui, không kinh sợ, thì nên biết đại Bồ Tát này có thể tu hành được Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì khi đại Bồ Tát tu hành được Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quan sát các pháp, lúc ấy đại Bồ Tát đối với tất cả sắc đều không sở đắc, không thọ, không chấp thủ, không trụ, không dính mắc, cũng không đặt ra có sắc. Đối với tất cả thọ tưởng hành thức đều không sở đắc, không thọ, không chấp thủ, không trụ, không dính mắc, cũng không đặt ra có thọ tưởng hành thức. Đại Bồ Tát này khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không thấy sắc, cũng không thấy thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì tánh của sắc là không, vô sanh vô diệt. Tánh của thọ tưởng hành thức là không, vô sanh vô diệt. Bạch Thế Tôn, sắc không sanh không diệt,
tức chẳng phải là sắc, thọ tưởng hành thức không sanh không diệt, tức chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì sắc cho đến thức, cùng với không sanh không diệt, không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt, không một không hai, không nhiều không khác. Vì vậy, nên sắc cho đến thức không sanh không diệt, tức chẳng phải là sắc cho đến thức. Bạch Thế Tôn, sắc không hai, tức chẳng phải sắc. Thọ tưởng hành thức không hai, tức chẳng phải thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, sắc nhập pháp số không hai, thọ tưởng hành thức nhập pháp số không hai. Nếu nói sắc tức là nói pháp không hai, nếu nói thọ tưởng hành thức tức là nói pháp không hai. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: theo tôi lãnh thọ ý nghĩa tôn giả nói ngã và hữu tình hoàn toàn chẳng sanh, sắc cho đến thức hoàn toàn chẳng sanh, chư Phật và Bồ Tát hoàn toàn chẳng sanh, nếu như vậy thì do duyên gì mà đại Bồ Tát độ vô lượng vô số hữu tình, tu rất nhiều trăm ngàn khổ hạnh khó hành, chịu đủ vô lượng đại khổ khó nhẫn? Thiện Hiện đáp: này Xá Lợi Tử, chẳng phải tôi ở trong không sanh kia thấy có đại Bồ Tát độ vô lượng vô số hữu tình, tu trăm ngàn khổ hạnh khó hành, chịu đủ vô lượng đại khổ khó nhẫn. Nhưng các đại Bồ Tát tuy vì hữu tình tu vô lượng thứ khổ hạnh khó làm, nhưng ở trong ấy không tưởng khổ hạnh. Vì sao? Vì nếu đối với khổ hạnh tưởng có khổ hạnh thì nhất định không thể làm lợi ích cho vô lượng vô số hữu tình được. Chúng đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện, đối với các hạnh khổ nên tưởng hạnh vui, đối với hạnh khó làm tưởng dễ làm, đối với các hữu tình tưởng như cha mẹ, anh em, vợ con hay thân của mình. Vì độ thoát họ nên phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đó chính là làm nhiều điều lợi ích cho vô lượng vô biên hữu tình. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát đối với tất cả hữu tình tưởng như cha mẹ, anh em, vợ con hay thân của mình rồi. Suy nghĩ như vậy, ta nên độ thoát tất cả hữu tình, làm cho họ xa lìa các khổ sanh tử, nên làm rất nhiều trăm ngàn hạnh khổ khó làm. Ta bỏ thân mình nhưng không bỏ họ. Nhưng đối với sự khổ và hạnh khổ của hữu tình không vọng tưởng có sự khổ và hạnh khổ của họ. Lại suy nghĩ, ta nên độ thoát tất cả hữu tình, làm cho họ xa lìa vô biên các khổ lớn. Giả sử có bị họ chém chặt thân ta ra làm trăm ngàn mảnh cũng quyết không thối chuyển, nhưng ở trong ấy không tưởng hạnh khổ khó làm. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát nên suy nghĩ như ta đối với tự tánh của tất cả pháp, đem tất cả loại, tất cả chỗ, tất cả thời, vân vân, tìm cũng không thấy được. Các pháp trong ngoài cũng lại như vậy, đều vô sở hữu, bất khả đắc. Nếu trụ vào tưởng này thì không thấy có hạnh khổ khó làm. Do đó có thể vì vô lượng vô số vô biên hữu tình mà tu rất nhiều trăm ngàn hạnh khổ khó làm những việc lợi ích lớn lao. Hết quyển thứ 538.